Kính thưa quý vị các bạn, thời gian vừa qua thì cũng xảy ra khá nhiều cái trường hợp là chị em phụ nữ đạp đi xe số tự động và đạp nhầm chân ga, thì đưa đến cái hậu quả là xảy ra tai nạn giao thông. Thì Dung Audi ô tô Cú Hải Dương ngày hôm nay sẽ làm một cái clip hướng dẫn các mọi người sử dụng xe số tự động, thì hướng dẫn mọi người sử dụng xe số tự động làm sao cho an toàn, và những trường hợp khẩn cấp nguy hiểm cần xử lý như thế nào. Ví dụ như các bạn đi xe số tự động thì đầu tiên là các bạn không nên đi dép cao hoặc là guốc cao gót, bởi vì khi đó thì cái mũi bàn chân của mình nó bị bẻ một cái góc mà không thể cưỡng lại để nhấc được cái mũi bàn chân lên, thì chân của mình lúc nào cũng bị ở cái trạng thái là tì vào chân ga, và chuyển sang để nhấc chân lên để chuyển sang chân phanh rất khó khăn, đặc biệt là những lúc tình huống cuống. Và thứ hai nữa là khi mà trường hợp các bạn đi xe số tự động mà bị kẹt chân ga, hoặc là có một cái gì đấy mà nó dẫn đến là bị hòa ga, thì các bạn xử lý như thế nào? Thì ngày hôm nay mình đấy là một số cái rất là nhỏ, và còn nhiều cái nữa, thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với quý vị làm sao sử dụng xe số tự động cho an toàn, và trường hợp khẩn cấp khi bị hòa ga, kẹt chân ga với số tự động thì chúng ta xử lý như thế nào cho an toàn. Với dòng xe số tự động thì nó có rất nhiều cấu tạo về cửa số, thì hôm nay mình xin giới thiệu ba cái loại cửa số cơ bản nhất đối với xe số tự động. Đó là đầu tiên mình xin giới thiệu một chiếc xe mình số tự động mà người ta gọi là như chiếc xe Kia K3 này. Thì đây, thưa quý vị và các bạn, đây là người ta gọi số này, người ta gọi cửa số tự động này là cửa số thẳng. Khi các bạn bóp, nó sẽ có một nút bóp, và khi các bạn bóp thì nó sẽ chuyển số. Đây ạ, khi các bạn, nó có một núm, có thể là có loại nó bấm đằng trước, có loại thể là loại bấm bên cạnh, có thể là loại bấm ở bên trái, bên phải và đằng trước, nhưng nó kiểu gì nó cũng có một cái nút bấm để khi các bạn bấm là các bạn chuyển. Còn nếu như các bạn không chuyển, không bấm, khi các bạn không bấm thì chỉ chuyển được một số là trạng thái nhất định thôi. Ví dụ như là từ D các bạn có thể chuyển vào mo thôi, và từ R các bạn cũng chỉ chuyển về được về D. Là khi từ P này là bạn không bấm là các bạn không di chuyển được số. Còn khi các bạn bấm thì bạn có thể chuyển về R, chuyển về N, về D. Còn nếu như xe đang ở trạng thái R thì xe sẽ chuyển được đấy. Và từ D thì xe chỉ chuyển được về N. Đây là dạng số cửa số thẳng. Tiếp theo đây là mình xin giới thiệu về cái loại. Đây ạ. Đây người ta gọi là cửa số zig zag. Đây là loại xe cửa số zig zag. Loại xe cửa số zig zag này thì nó rất đơn giản, là khi các bạn chuyển số là các bạn gạt ra khỏi cửa số và kéo xuống. Ví dụ như đây là P, các bạn gạt ra và kéo xuống thì nó xuống đến đây. Các bạn đây, như này các bạn gạt ra kéo xuống đây nó sẽ là R, và kéo xuống tiếp đây nó sẽ là Mo, tức là N, và kéo xuống tiếp đây nó sẽ là D, tức là run. Và các bạn gạt sang bên này để tiến lên cộng trừ đây là số bán tự động. Cái dòng xe này thì có những loại xe là cứ thế đẩy thôi. Ví dụ như chiếc xe này là cứ thế gạt ra và đẩy, gạt ra và đẩy, gạt ra và đẩy. Thế nhưng cũng có một loại số loại là muốn chuyển được số là phải ấn nó xuống. Cái này nó lên xuống được, cái cần số này nó thụt thò được, thì các bạn muốn chuyển, ví dụ như các bạn muốn từ D hoặc từ Mo mà chuyển về N là các bạn phải ấn xuống. Nhưng với cái dòng xe như chiếc Hyundai Sonata này thì không cần phải ấn xuống mà chỉ cần đẩy thôi, nó theo cửa số. Đây, đấy, đấy, rồi.
Rồi. Thế còn nếu như có một dòng xe, số dòng xe là các bạn không đẩy như thế này mà các bạn phải ấn xuống. Có một số dòng xe là các bạn phải ấn xuống. Thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn là như vậy. Đấy, có như một số dòng xe là các bạn phải ấn xuống. Đây là mình vào xuống nguội. Đây là mình phải giới thiệu với các bạn thế nào là cửa số thẳng, thế nào là cửa số zig zag cho các bạn được biết. Thì xe số tự động thì thường thường nó có mấy loại: cửa số thẳng, cửa số zig zag. Thì để các bạn phân biệt được, ví dụ như chiếc Mẹc này thì cũng là cửa số thẳng. Đấy. Chiếc Sonata này thì là cửa số zig zag. Chiếc Sonata này là cửa số zig zag đấy. Và chiếc Kia K3 thì nó cũng là cửa số thẳng. Rồi mình giới thiệu vài một vài cái loại mẫu cửa số cho các bạn phân biệt. Đây, ví dụ như chiếc Hyundai Accent này thì cũng là cửa số zig zag. Cái cửa số zig zag thì các bạn nhìn thấy nó hình thù nó lằng ngoằng một tí. Đấy, người ta gọi là cửa số zig zag. Thế còn tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn là cơ chế hoạt động của cửa số. Đối với cửa số thẳng thì nó có một nút bấm. Khi các bạn không bấm nút, trong trường hợp P thì các bạn không bấm nút thì các bạn sẽ không di chuyển được cái số. Để tránh trường hợp các bạn để khi các bạn đang nổ máy mà để P, để chế độ dừng. Khi các bạn nổ máy mà để chế độ dừng này, vô tình trẻ con ngồi bên cạnh hoặc là vô tình mình, chính bản thân mình vô tình đẩy cửa số đang dừng đỗ để làm việc gì đó mà vô tình trẻ con hay bất cứ ai mà chạm vào cửa số để cái cửa số lại chạy thì nó tránh trường hợp đấy là để giữ an toàn. Đấy. Và khi các bạn đạp phanh đồng thời bấm nút, nếu như các bạn không đạp phanh nó cũng không cho ra số đâu. Các bạn đạp phanh trước. Khi các bạn đạp chân phanh thì đồng thời là các bạn bấm nút và kéo ra số D để chạy. Thì mình xin giới thiệu với các bạn là tất cả các nhà sản xuất họ đều tính toán trước và họ để một cái cơ chế, nếu như các bạn để P này thì là không đạp chân phanh và không bấm nút thì số sẽ không lùi. Tiếp như bạn để này mà các bạn vô tình bấm chân phanh, ai gạt vào, ai động vào đấy, số nó sẽ tự cài số thì nó chạy thì rất là nguy hiểm. Và họ đã sinh ra nút bấm. Họ sinh nút bấm để phải chủ động bấm thì mới kéo được. Nhưng họ vẫn để một cái cơ chế là không phải ai cũng biết. Đó là cơ chế an toàn. Thứ hai là khi các bạn đang để D để chạy. Đây là mình đang cài số D. Đây là mình xử lý nguội, tí nữa mình sẽ xử lý trên đường thực tế cho các bạn xem. Thì đây là khi đang để chế độ D, tức là đang chạy. Thì nó có một cái chế độ các bạn không cần phải bấm nút, không phải cần phải bất cứ xử lý bất cứ một cái gì cả. Các bạn chỉ cần đẩy là các bạn sẽ về mo và chỉ dừng lại ở mo, không lên được lùi nữa. Để tránh trường hợp xe đang tiến mà các bạn để cài vào số lùi, xe đang chạy tiến mà cài vào số lùi thì sẽ xảy ra trường hợp là hỏng hộp số, có thể vỡ hộp số hay mẻ bánh răng và sẽ ảnh hưởng đến hộp số. Thì họ chỉ đang từ D này chỉ cho về N thôi và không về đến R. Thì tại sao họ lại để cái chế độ là D và N này có thể tự động không làm bất cứ gì, chỉ đẩy vẫn được từ D và N, đang từ mo và D, tức là từ D và N là vẫn có thể đẩy đi đẩy lại được. Tại sao họ bắt buộc phải để như thế? Mà như thế này thì nó, nếu như mình đang để mo mà bình thường thì người ta dừng thì người ta sẽ để P chứ không ai để mo cả. Khi dừng đỗ xe thì sẽ để vào P chứ không ai để mo. Cho nên là cái trường hợp mà từ mo mà nhảy sang D nó rất hãn hữu. Nhưng người ta vẫn phải để bởi vì tránh cái trường hợp là có lý do của nó. Là từ D này mình chỉ không cần làm gì cả, mình chỉ gảy một ngón tay thôi. Như cái chiếc xe này mình chỉ gảy một ngón này là về N. Nó có nguyên nhân tí nữa mình sẽ nói. Rồi tiếp tục là sang cái dòng xe khác. Đó là dòng xe số zig zag.
đó là dòng xe rú rít rắc thì người cơ chế nó như thế nào. Đối với cái dòng xe số rít rắc, đối với cái dòng xe số rít rắc thì người ta lại thiết kế nó như thế này. Nếu như P các bạn có thể ra số về R về mo. Nếu mà khi các bạn đây là đang số khi nổ máy. Khi nổ máy thì các bạn để D. Thì các bạn cũng chỉ có thể đang chạy D thì các bạn cũng chỉ có thể nó nổ máy luôn rồi, các bạn đang để D thì các bạn chỉ đẩy lên thôi, đẩy lên đây thôi. Đây, đây là D và đây sẽ là N. Thì người ta tại sao người ta vẫn để một cái chế độ là từ D, xe nào người ta cũng để một cái chế độ D về N. Chỉ cần với một thao tác D đến N, một thao tác thôi. Xe nào người ta cũng để, người ta có nguyên nhân. Nguyên nhân này là nguyên nhân để xử lý tình huống cho an toàn. Đây là hộp số của chiếc mẹc này cũng thế. Cửa số của chiếc mẹc này cũng vậy. Đây là P. Các bạn ra cửa số thì con mẹc này thì với điều kiện là phải nổ máy thì nó mới cho ra số. Nhiều xe, rất nhiều xe phải nổ máy mới cho ra số các bạn nhé. Rất nhiều các loại xe là phải nổ máy mới cho ra số. Nổ máy đạp chân phanh nó mới cho ra số. Đây như con này, không nổ máy và không đạp chân phanh, không cho ra số. Vương ơi, cho anh mượn chìa khóa con mẹc cái em ơi. Vương ơi, Vương lấy chìa khóa con mẹc. Đây ví dụ như là bây giờ mà là không làm gì được luôn, mắc cứng ấy luôn. Nhưng khi các bạn đề thì nếu như đề đây như như mình hiện giờ mình không đạp chân phanh, mình không đạp chân phanh, phanh mình bỏ ra, mình không đạp chân phanh thì cũng không cho ra số luôn. Đấy là cái tính năng an toàn. Và khi mình đạp chân phanh thì ra số rất là bình thường. Đấy các bạn thấy chưa, mình đạp chân phanh thì cho ra số rất là bình thường. Nhưng bao giờ họ cũng để một cái chế độ là tự động đẩy được về mo, từ D đẩy về mo bằng một thao tác thôi. Đấy, từ D đẩy một phát về mo, về N. Thì nó đều có nguyên nhân. Bây giờ mình sẽ đi vào thực tế. Không về P là cũng không cho rút chìa khóa. Đấy. Nhưng dòng xe thông minh là nó có đều có nguyên nhân hết. Không về P cũng không cho tháo chìa khóa ra luôn các bạn nhé. Vâng ạ. Bây giờ thì mình sẽ thực tế để mình nói luôn với các bạn là khi các bạn đây và các bạn có thể nhìn thấy cái chân của mình, khi các bạn nữ mà đi giày cao gót, mình ví dụ như thế này thôi. Khi đi giày cao gót thì nếu như cái gót chân này bị kê lên, cái gót chân này bị kê lên một chút thì luôn luôn ở cái trạng thái là mũi chân bị ấn xuống và nó đè vào chân ga. Luôn luôn mũi chân, nếu như cái gót này mà bị cao lên một chút đây như thế này thì cái mũi chân này luôn luôn có chiều hướng đè vào chân ga. Và nếu các bạn muốn nhấc ra thì là nhiều khi là các bạn muốn nhấc chân chân phanh là cái nó bị tì vào luôn cái vô lăng. Cái đùi này là đây, mình đang ví dụ như là đây mình như thế này, là cái chân mình kê lên đây thì nó sẽ bị là kê và mũi chân luôn luôn ấn vào chân ga. Và các bạn muốn nhấc chân ra để mà chuyển sang chân phanh là gần như là không thể. Các bạn có thể nhìn thấy bị, bởi vì là cái đùi này nó kê mất vào cái vô lăng rồi. Nguyên nhân tại sao mà đây cái đùi này, bây giờ mình đang như thế này, mình muốn nhấc ra là bị cái đùi này bị thúc vào cái vô lăng rồi, không thể kịp nhấc sang chân ga được, vướng. Đây, như đây nếu như mình duỗi lúc nào mình cũng bị kê gót chân lên và mình ấn thì lúc nào nó cũng đè vào cái chân ga. Và khi mình muốn chuyển nhấc ra khỏi chân ga để chuyển sang chân phanh này là nó vướng vào cái đùi mình, nó bị vướng vào cái vô lăng và không nhấc được chân lên. Để như mình đi giày mình có thể co như này, còn kia là các bạn bị mắc cái gót chân nó kê lên rồi, lúc nào cũng thế. Và các bạn nhấc ra là không nhấc được bởi vì vướng mất cái vô lăng. Đấy, các bạn tưởng tượng các bạn cứ kê cái gót chân lên, khi các bạn đạp chân phanh mà chân ga mà các bạn bị kê cái gót chân lên là các bạn không thể nào. Như mình đây, mình chỉ đưa xuống, mình đưa sang đây thôi, rất là đơn giản. Nhưng bị kê cái gót này lên thì làm gì nó cũng vướng, rất là vướng luôn, khó cực kỳ luôn. Chính vì vậy cho nên là nhiều trường hợp phụ nữ đi xe mà bị kẹt chân ga là vì vậy.
kẹt chân ga này có nhiều lý do, nhưng mà đây là mình đang nói là cái chủ quan. Mình đang nói về cái chủ quan là do trường hợp là đi guốc cao. Mình đang nói về cái chủ quan là đi guốc cao gót và bị chống gót chân lên. Đấy, trường hợp là đi chống lên, bị chống gót chân lên và không xử lý được. Còn trường hợp hòa chân ga và nó cũng như thế, nó cũng tương đương, tức là các bạn đi chỉ có ga thôi mà không thể nào chuyển được sang chân phanh, hoặc là các bạn đi tốc độ cao thì đang xe đang phóng nhanh, các bạn đạp phanh gấp cũng rất nguy hiểm, hoặc là mất phanh. Trong trường hợp mất phanh mà chân ga lại hòa, các bạn phanh bị mất hoặc là hòa ga mà nếu hòa ga liên tục và các bạn chân ga nó bị kẹt hoặc là bị hòa ga mà các bạn cứ đạp phanh liên tục như thế này thì nó sẽ dẫn đến trường hợp là bó phanh, là má phanh nó sẽ nóng và nó mất độ ma sát và phanh không còn tác dụng. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Bây giờ mình sẽ bằng thực tế là bây giờ mình nói qua luôn là ở cái chế độ xe bao giờ nó cũng có chế độ, đây là D. Mình chạy, bây giờ mình bắt xe đã bắt đầu chạy, xe di chuyển. Đây, mình xe di chuyển, mình thực tế luôn, xe đang di chuyển. Thì mình sẽ di chuyển ra một cung đường. Và mình đang ở chế độ D, đang chạy đây. Và như trong trường hợp bị kẹt chân ga hoặc là bị tì cái gót, ví dụ mình nói là có thể là do chủ quan là do đi giày cao gót hoặc đi giày đế cao, nó chống mất cái chân, cái mũi chân luôn luôn bị hướng xuống dưới và muốn nhấc cái chân ra thì lại vướng cái gót. Muốn đẩy cái, muốn nhấc cái mũi chân lên thì bạn phải đưa cái gót xuống, mà nó chống mất cái gót rồi và còn nhấc chân lên thì vướng cái vô lăng, thì nó dẫn đến trường hợp hòa ga. Thì đây mình, trường hợp hòa ga thì mình sẽ như này. Đang, mình đang chạy đây, đang để đây. Các bạn với một thao tác rất đơn giản thôi là các bạn đẩy lên một phát là phanh không, là cái ga không còn tác dụng nữa. Chỉ với bằng một thao tác rất đơn giản nhưng nhiều bạn không xử lý được là khi mình cuống lên thì bạn hãy bằng cách là đẩy cái cần số lên về từ D. Đẩy cái cần số, mình sẽ cài cái dây an toàn cho nó khỏi kêu. Rồi, ok, khỏi kêu. Thì các bạn ạ, khi các bạn đang bị đi D mà các bạn bị cảm thấy bị hòa chân ga hoặc là ấy là không nhấc được chân, là các bạn chỉ cần một thao tác là các bạn đẩy cho mình cái số về mo, về N, là các bạn có thể nghe tiếng máy rú. Đây là trường hợp kẹt đấy, máy rất rú. Thì nhưng mà xe vẫn không chạy, vẫn chỉ chạy tốc độ theo quán tính thôi. Đấy, đấy là bị kẹt thì các bạn đạp phanh thì sẽ xử lý được. Và các bạn lúc đấy sẽ không sợ nhầm nữa. Các bạn có nhầm thì xe nó chỉ chạy tốc độ đấy. Đây ạ. Các bạn có thấy ạ, mình đạp chân về đây, xe nó cũng chỉ trôi rất chậm theo cái quán tính thôi, không thể nào hơn được nữa. Có đạp nhầm cũng không sợ. Sau khi xử lý xong tình huống thì các bạn có thể kéo vào D và đi bình thường. Còn khi các bạn cuống lên, các bạn có thể đẩy lên cái nó sẽ đấy, đạp nhầm đấy, mình đạp nhầm đây nhá. Đây là ví dụ trường hợp đạp nhầm thì mình chỉ cần đẩy lên đây thôi và xe nó sẽ rú lên nhưng mà xe không trôi, chỉ có tốc độ bình thường thôi. Đấy, các bạn có đạp nhầm thì chăng nữa cũng không việc gì. Đấy là mình xin giới thiệu với các bạn là chỉ một cái động tác rất đơn giản nhưng mà rất hữu ích đối với những, nhất là đối với chị em phụ nữ đi xe số tự động, kể cả vợ con mình, nói kể cả vợ mình hay là em gái mình hay là người thân của mình, tuyệt đối đi xe ô tô không bao giờ mình đồng ý cho đi dép cao gót, guốc cao gót, tất cả các loại thể loại cao gót là miễn. Chị em hãy sắm cho mình một đôi dép lê. Nếu như chị em phụ nữ có xe riêng, hãy sắm cho mình một đôi dép lê ạ, để ở ngay ghế lái. Quý vị đi guốc cao, giày cao gì hãy bỏ nó xuống dưới gầm ghế, sau đó tháo giày, tháo dép cao gót ra bỏ dưới gầm ghế và các bạn hãy xỏ đôi dép lê vào để lái xe cho an toàn. Chứ bảo là đi chân đất thì cũng, thứ nhất là nó bẩn, thứ hai nữa là cũng sót đôi bàn chân nó rát rồi nó ấy, thì các bạn mua sắm cho mình một đôi dép lê vừa chân, thật ôm chân, dép lê thật ôm chân để các bạn tháo ra xỏ vào cũng rất đơn giản nhưng mà lại chắc chân. Và
khi lên xe, khi lái xe, khuyên các bạn hãy tháo đôi dép cao gót và guốc cao gót của mình bỏ dưới gầm ghế, bỏ ngay dưới gầm ghế lái và xỏ đôi dép lê vào. Còn khi mà mình xuống xe thì mình lại tháo đôi dép lê, mình bỏ đôi guốc cao gót, xỏ đôi guốc cao gót vào vẫn đẹp như ai, có ai biết gì đâu. Đó là cái lời khuyên. Còn cái cách xử lý thì rất đơn giản các bạn ạ. Đấy các bạn, mình nói lại luôn với các bạn là các bạn chỉ cần đẩy một cái thao tác, các bạn đẩy về mo thôi, nó sẽ mắc ở mo và xe sẽ không bị làm sao cả. Các bạn có đạp nhầm đạp nữa thì nó cũng chỉ đến thế thôi. Kể cả các bạn có không kịp đạp chân phanh, thưa với quý vị các bạn là các bạn có không đạp chân phanh thì nó cũng chỉ trôi theo quán tính thôi, thì mức độ thương vong và tổn hại nó sẽ không lớn như các bạn để số các bạn chạy. Thì các bạn để số chạy thì nó rất là nguy hiểm. Đó là những cái lời khuyên chân thành của Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương giới thiệu cho quý vị khách hàng mua xe hay không mua xe của Dung Audi, thì cũng là một cái bài học, cũng là một cái kinh nghiệm. Mình sẽ cố gắng chia sẻ nhiều cái kinh nghiệm hơn nữa cho quý khách hàng và cho những người theo dõi kênh YouTube của Dung Audi ô tô Cũ Hải Dương. Xin trân trọng và kính chào quý khách. Xin chào quý vị nhé.